con. Tớ về trước nha, chào các cậu, hẹn mai gặp lại. Ừ, hẹn mai gặp lại. Hôm nay cậu không đi xe buýt hả? Ờ, hôm nay mẹ tớ bảo đến đón. Lát nữa cả bố và mẹ tớ sẽ cùng đến đón tớ, đưa tớ đi ăn nhà hàng đấy. Vậy hả? Mà sao tớ chẳng bao giờ thấy ba cậu đến đón thế? Ờ, ba tớ đang đi làm ăn xa ở nước ngoài, nên tạm thời ba chưa về được. Qua, ba cậu đang ở nước ngoài hả? Thích quá! Bao giờ ba cậu về, thế nào cậu cũng được bao nhiêu là quà. Ừ, có lẽ vậy. Dương, về thôi con. Dạ. Mẹ ơi, bao giờ thì ba được mãn hạn tù? Ờ, ba sắp về rồi đó con à. Cuối cùng mình cũng được về nhà. Về nhà rồi. Anh, sao anh về sớm thế? Em đang định đi đón anh đây. Thì tại nhớ hai mẹ con quá nên anh phải về sớm. Anh không muốn em vất vả, anh tự bắt xe về được mà. Anh vẫn vậy, lúc nào cũng lo nghĩ cho hai mẹ con em. Giờ anh về rồi, chúng mình cố gắng làm ăn, nuôi con anh nhé. Ờ, ba. Dạ, con gái Hoài Dương của ba, lại ôm ba cái nào. Mẹ, con dọn cơm rồi ạ. Nhưng bây giờ con phải đi học thêm, lúc nào về con sẽ ăn sao ạ? Ờ, con bé này, Dương. Thôi mà em, con bé chưa quen với sự hiện diện của anh ở trong nhà, cũng chưa dễ chấp nhận sự thật. Em cứ để nó từ từ rồi con sẽ hiểu. Này, tớ nghe nói ba của cái Dương là tù nhân mới được đặc xá trở về đó. Thật vậy hả? Ơ, sao Dương lại nói với tớ là ba Dương đi làm việc ở nước ngoài? Hóa ra cậu ta chỉ là một kẻ nói dối. Ừ, đúng, cậu ta đã nói dối. Chúng ta không nên chơi với một kẻ dối trá như vậy. Một kẻ dối trá còn là con của một tù nhân nữa chứ. Dương ơi, sao ba lại đến đây? Mấy hôm nay ba chỉ ở nhà buồn quá. Từ nay ba sẽ đưa đón con đi học nha. Thôi ba về trước đi ạ. À, con tự về được. Con bé này, có ba đến chở sao phải đi xe buýt cho khổ. Lên đi con. Thôi, con thích đi xe buýt hơn. Mà xe đến rồi, con đi đây. Ba về đi nha. Dương ơi, cậu đến bệnh viện ngay đi. Mẹ cậu gọi điện cho cô giáo báo là ba cậu đang nằm trong bệnh viện thành phố. Sao? Sao ba tớ lại? Nghe nói, trưa nay trên phố, ba cậu nhìn thấy một em bé đang sa ngã tư một mình. Ba cậu đã cứu em bé khỏi ngã vào chiếc ô tô đấy, nhưng lại bị thương nặng lắm. Dương, con lấy ra một ít đồ cá nhân cần thiết của ba nhé. Mẹ vội quá, chưa kịp soạn ra, có lẽ ba sẽ nằm viện vài ngày. Vâng ạ. Nhật ký cho con gái. Hôm nay là ngày con chào đời. Ba vui lắm con biết không? Bồng con trên tay, bà ba cảm thấy mình trưởng thành hơn ngày hôm qua. Con ngủ rất ngoan, không quấy khóc. Mau lớn nhé, Hoài Dương của ba. Dạo này con bị ho, đêm không ngủ được, mắt mẹ thâm quầng vì thức trắng đêm trong con. Bà đã đi xin cánh hoa hồng bạch về hấp với mật ong. Con đã đỡ hơn nhiều rồi, con biết nhiều thứ hơn. Đòi tự xỏ tất tự đi giày, đã biết lẩm chẩm đi những bước nhỏ, những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Bà mới mua cho con một chiếc áo len màu đỏ, con thích lắm, cứ đội mặc suốt thôi. Có lẽ đây sẽ là những dòng cuối cùng ba viết cho con trước khi chúng ta xa nhau. Dương, ba xin lỗi vì ba kém cỏi, vì ba không tốt, vì chút chủ quan trong việc làm ăn mà bây giờ ba phải tạm thời đến một nơi khác. Ba có lỗi với hai mẹ con, ba sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể. Nghe lời mẹ và nhất định phải sống thật hạnh phúc con nhé. Hôn con. Ba đã trở về với con gái rồi. Ba rất vui, con lớn và xinh quá. Nhưng con vẫn chưa chấp nhận người cha tội lỗi này. Ba phải làm sao đây? Ba tuyệt vời nhất của con. Con xin lỗi.
Những con lạc đà trong sở thú. Diệp, đang làm gì thế? Mẹ, con chỉ vẽ chơi thôi à. Còn một năm nữa là thi đại học rồi. Sao không tập trung học vẽ vời mãi thế con? Cố gắng đỗ một trường kinh tế để sau này về tiếp quản công ty của bố. Vâng, con biết rồi ạ. Tớ đã vẽ xong chân dung mẹ cậu rồi đấy. Để mai đi học tớ đưa cho nhé. Tuyệt. Cảm ơn cậu. Tớ vẽ không được đẹp lắm đâu. Tớ biết cậu vẽ thế nào mà, không cần phải khiêm tốn thế. Tớ thấy cậu rất có tiềm năng để trở thành một họa sĩ giỏi đấy. Mình rất thích vẽ. Ừ, tớ biết. Thế cậu có ý định đi học vẽ không đấy? Để tớ hỏi ông anh họ cho. Sợ là mẹ tớ không đồng ý. Mẹ muốn tớ thi vào một trường kinh tế. Nói cho mẹ biết mong muốn của cậu đi, tự tin lên. Cậu có thể học trường mỹ thuật. Điều đó chẳng phải mơ ước của cậu sao? Nhưng tớ sợ mẹ tớ... Thôi, chuyện này bàn sao vậy? Giờ ra đằng kia đi cậu. Wow, đây là những con lạc đà vẫn sống ở sa mạc phải không mẹ? Ừ, đúng rồi con à. Cha cha, thật tuyệt vời. Kia có phải là cái bướu của lạc đà không mẹ? Bướu để làm gì vậy ạ? Ờ, thì sinh ra nó đã như thế rồi con à. Lạc đà sống trên sa mạc, rất khan hiếm nước nên nó dùng cái bướu đó để dự trữ nước đó em à. À, thì ra là thế. Thế tại sao chân lạc đà lại dài thế ạ? Cũng là vì chúng sống ở sa mạc đấy. Đôi chân đó giúp chúng đi lại ở môi trường khắc nghiệt đó mà không mấy khó khăn. Thế còn lông mi của lạc đà, sao chúng lại dày và dài thế kia? Chính nhờ có lông mi như thế mà lạc đà có thể bảo vệ đôi mắt khỏi cát và gió ở sa mạc đấy em ạ. À. Hăng hơ, lạc đà thật giỏi quá. Vậy chúng đang làm gì ở sở thú? Trong cái chuồng sắt chật hẹp này vậy mẹ, tại sao chúng không sống ở sa mạc? Để cây bướu, đôi chân dài và cả lông mi dài phát huy tác dụng của nó ạ. À. Chúng không được chọn môi trường sống cho mình con à. Chúng được mang về đây là để chúng ta ngắm nhìn đó. Con thấy tội nghiệp lũ lạc đà quá mẹ ơi. Thôi nào, qua chuồng khác xem nhé. Cậu bé thật thông minh. Nó thắc mắc rất hay, rất đúng phải không? Tớ thấy cậu cũng đang trong hoàn cảnh giống như những chú lạc đà này quá. Sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu cũng có tài năng nhưng lại không dám, không tự tin để sử dụng và phát triển nó. Sự nhút nhát của cậu cũng giống như cái chuồng sắt này vậy. Không, mình nhất định không thể đáng thương như những con lạc đà này được. Mình chắc chắn sẽ theo đuổi ước mơ và phát triển khả năng bản thân. Nhất định là thế. Diệp, sao con... Mẹ đã nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi. Mẹ ơi, con có cái này tặng mẹ. Con vẽ đây à? Con vẽ mẹ. Vâng ạ, à, mẹ có thấy đẹp không ạ? Mẹ tưởng là con chỉ vẽ chơi thôi. Không ngờ con vẽ đẹp quá. Con đã suy nghĩ rất kỹ và muốn được mẹ cho phép con đi học vẽ. Con muốn luyện thi để năm sau vào trường mỹ thuật. Chuyện này... Đây là ước mơ của con. Con không muốn giống như những con lạc đà trong sở thú, có cây bướu mà chẳng biết dùng để làm gì, có đôi chân dài mà không thể bước đi trên sa mạc. Xin mẹ hãy hiểu cho con. Mẹ... Dường như mẹ đã gây áp lực cho con quá nhiều rồi phải không? Mẹ xin lỗi. Thôi được rồi, con có thể đi học vẽ. Rồi mẹ sẽ tiếp tục xem xét. Con cảm ơn mẹ. Bài học từ Đom Đóm. Ôi, học hành mệt quá. Được đi chơi thì thích biết mấy. Mình cứ làm bừa vào đây cho xong rồi còn đi chơi. Bà ơi,
bà cho cháu đi chơi bà nhé. Cháu đã làm xong bài tập chưa? Cháu làm hết bài rồi bà ơi. Ừ, vậy cháu đi chơi đi. Vâng ạ. Bà mẹ nó lên thành phố làm thuê làm mướn. May là thằng bé biết nghe lời. Thành, đi chơi thôi. Thôi, tớ còn phải học bài. Sao lúc nào cậu cũng học bài thế? Cậu không thích đi chơi hả? Thích chứ. Nhưng mà sắp thi rồi. Sao cậu không ôn thi mà còn đi chơi thế? Ôi dào, cậu học chẳng qua cũng để lấy điểm cao. Tớ không học cũng có cách lấy được điểm cao. Học làm việc cho mệt chứ. Thật ư? Cậu có cách lấy được điểm cao mà không phải học ư? Đúng rồi, đi thôi. Thôi, tớ không đi đâu. Cậu không đi chơi thì tớ đi. Nhưng chưa chắc điểm thi của cậu đã cao bằng điểm thi của tớ đâu. Bây giờ cô sẽ phát đề thi cho các em. Các em nhớ đọc kỹ đề bài trước khi làm nhé. Vâng ạ. Sao cậu lại quay bài thế? Không hay đâu. Kệ tớ. Cậu ra đây tớ bảo. Tại sao cậu lại quay cớp? Cậu nói cậu có cách để đạt điểm cao rồi. Hóa ra là cách này ư? Ừ, đúng rồi. Làm cách này tớ không phải học hành vất vả mà vẫn đạt được điểm cao. Cậu có biết làm thế là sai không? Cậu không khéo quay cớp như tớ nên ghen tị chứ gì. Cậu mà quay cớp là bị cô giáo phát hiện ngay nên mới học hành vất vả như thế chứ. Sao cậu lại nói vậy? Đã không nhận ra lỗi của mình còn nói bạn như vậy nữa. Cậu thật là hết thuốc chữa. Thôi, tớ chẳng tranh luận với cậu nữa. Tớ đi chơi đây. Bà ơi, bà ơi. Có việc gì thế cháu? Bà ơi, cháu kiểm tra đạt điểm 10 rồi. Bà xem này. Ôi, cháu của bà giỏi quá. Để bà xem nào. Bà ơi, cháu sẽ gọi điện cho mẹ cháu khoe. Để mẹ cháu gửi quà về thưởng cho cháu. Cháu thích đồ chơi Lego bà ạ. Đúng rồi, cháu của bà ngoan thế này. Phải thưởng cho cháu chứ. Bà ơi, bạn ấy được điểm cao không phải thực chất đâu. Nghĩa là gì hả cháu? Sao cậu lại định tố cáo tớ với bà tớ thế? Nếu cậu làm thế, tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Nhưng mà tớ... Có chuyện gì các cháu đang giấu bà phải không? Không ạ, không có gì đâu ạ. Cháu... Nào, có chuyện gì phải nói với bà chứ? Sao lại ấp a ấp úng như thế? Nếu mình nói ra, Thắng sẽ giận mình. Nhưng nếu mình không nói ra thì Thắng sẽ mãi mãi sai lầm. Mình không thể để bạn mình như thế được. Bà ơi, bạn Thắng quay cớp đấy bà ơi. Không phải điểm thi thực chất của bạn ấy đâu. Cậu... Sao cháu lại làm thế? Bà ơi, trời tối mà bà còn đi đâu? Bà không ngủ được nên đi ra sân cho thoáng. Cháu đi với bà. Bà ơi, trời tối lắm, bà đi lại cẩn thận ạ. Ừ, cảm ơn cháu. Bà ơi, Đom Đóm bay đến kìa. Quá, đẹp quá. Bà ơi, giật sương đẹp quá, sáng như pha lê vậy, còn lấp lánh nữa. Thế à? Nhưng cháu có biết vì sao giọt sương lại sáng sáng và đẹp như thế không? Dạ, cháu... À, cháu biết rồi ạ. Giọt sương sáng lấp lánh là nhờ phản chiếu ánh sáng từ Đom Đóm và các vì sao. Cháu của bà rất giỏi. Cháu thấy không? Đom Đóm chăm chỉ làm việc suốt đêm và tự phát sáng bằng ánh sáng của chính mình. Không những vậy, còn mang đến ánh sáng cho mọi người, mọi vật xung quanh. Ánh sáng ấy mới là ánh sáng vĩnh cửu. Cháu hiểu ra rồi bà ơi. Ánh sáng của giọt sương trông thật đẹp, thật lấp lánh. Nhưng nó chỉ là ánh sáng tạm thời, không phải là ánh sáng thực chất do tự mình phát sáng. Cháu xin lỗi vì chuyện chiều nay đã để bà buồn. Từ giờ trở đi, cháu sẽ chăm chỉ học hành. Cháu sẽ giành điểm 10 do chính sự nỗ lực, chăm chỉ của cháu, chứ không phải do quay cớp. Sự nỗ lực và ý chí vươn lên của chính mình rất là quan trọng cháu à. Kết quả đạt được không phải do sự nỗ lực của mình, nó sẽ không mang lại thành công cho bất cứ ai. Vâng ạ, cháu hiểu rồi bà ơi. Giờ cháu dẫn bà vào nhà ngủ tiếp bà nhé. Ừ,
Giờ thì bà có thể ngủ ngon rồi. Mà cháu nhớ mai phải xin lỗi ai không? Dạ, bạn Thành ạ. Cháu đã có lỗi với bạn ấy. Cháu làm sai mà còn có thái độ cư xử không tốt với bạn nữa. Đúng rồi, cháu của bà ngoan lắm. Câu hỏi khó nhất. Thưa bệ hạ, có tin khẩn từ chiến trường. Mau nói đi. Tâu bệ hạ, đại quân ta đã đại thắng, đang trên đường trở về, thậm chí còn bắt sống được tướng quân của nước láng giềng. Tốt lắm, ta nghe nói đó là vị tướng Ơ Tho trẻ tuổi, tài cao, rất được vua bên đó trọng dụng. Khi nào quân mình về đến đại điện, mau đưa hắn đến ý kiến ta. Vâng, thưa bệ hạ. Gặp đức vua sao không quỳ, mau quỳ xuống. Đó không phải là đức vua của ta, tại sao ta phải quỳ? Ha ha, quả không hổ là vị tướng quân lừng lẫy, đã chinh chiến bao nhiêu năm nay, khí phách hơn người. Mạng sống đã trong tay ông, có chết, có sống ta cũng chấp nhận, không cần nhiều lời. Ha 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 ha, nếu giết ngươi trong hoàn cảnh này, thì quả thật quá dễ với ta. Tuy nhiên, ta sẽ cho ngươi một cơ hội được sống, nếu như ngươi trả lời được một câu hỏi của ta. Một câu hỏi ư? Phải, ta cho ngươi thời hạn 1 năm để đưa ra đáp án thuyết phục được lòng ta và tất cả các nhà thông thái trên vương quốc này. Hiện nay tính mạng của tôi nằm trong tay ngài, thì ngài giết ta dễ dàng, nhưng 1 năm nữa khi ngài thả ta ra, có thể ta sẽ không quay trở lại đây. Ta không nhìn nhầm người, ta tin ngươi là một vị tướng quân trọng chữ tín, và chính vì lẽ đó mà ta sẽ cho ngươi một cơ hội được sống. Vậy câu hỏi đó là gì? Phụ nữ mong muốn nhất là gì? Thả tướng quân Ơ Tho ra và bảo toàn tính mạng cho tướng quân khi trở về đất nước. Nhưng thưa đức vua, ngài không sợ một ngày ta sẽ phải đối đầu với hắn ư? Nếu hắn thực sự có tài, đó là định mệnh rồi. Nhưng đó sẽ là một trận chiến công bằng. Cảm tạ đức vua, sau 1 năm, nhất định ta sẽ quay lại với câu trả lời của mình. 1 năm sau. Ngày mai đã đến thời hạn phải quay trở lại nước láng giềng mà ta vẫn chưa có đáp án. Thực ra phụ nữ mong muốn nhất là gì? Câu hỏi này đã gây khó khăn với tất cả các nhà thông thái trong vương quốc. Có khi đây sẽ là chuyến đi không có ngày quay trở lại. Ta có thể giải đáp câu hỏi đó cho người. Trời ơi, ngươi là... Là mô phù thủy già nổi tiếng khắp vương quốc này, biết rõ mọi ly lẽ trên đời. Ngươi có thể giúp ta tìm ra câu trả lời ư? Được, nhưng với một điều kiện duy nhất là ngươi phải chấp nhận lấy ta làm vợ. Không, không, không thể nào. Đất nước này rất cần sự lãnh đạo của một vị tướng quân như ngài. Nếu ngài hy sinh thì không phải rất tổn hại ư? Không có gì quý giá bằng mạng sống. Hơn nữa, không thể để cho quốc vương láng giềng khinh thường và nhào báng được. Thế nào, nếu không muốn, ta cũng không ép. Được, ta chấp nhận điều kiện này. Chàng nghĩ thử xem, trong xã hội thân phận của phụ nữ ra sao? Họ mong muốn điều gì nhất? Nếu không phải là được tự quyết định cuộc đời mình, đó là ước muốn của họ bao đời nay. Hoàng hậu, người thấy câu trả lời của Ao Thu thế nào? Câu trả lời hay lắm. Ta là một phụ nữ, và ta hiểu rằng người phụ nữ chỉ thực sự hạnh phúc khi được tự làm chủ cuộc đời mình, được tự do làm những điều mình thích, và hơn hết thảy là được người khác tôn trọng những quyết định đó. Không ngờ một vị tướng trẻ tuổi mà lại có hiểu biết như vậy. Tuy mỗi người đều có một câu trả lời riêng, nhưng đây là một đáp án hợp lòng người nhất. Cảm ơn đức vua, vậy là từ nay tôi sẽ được tự do. Đúng, gửi lời đến đức vua láng giềng, ta rất hâm mộ ngày ấy, có một vị tướng tài ba, lại biết trọng lời hứa đến như vậy. Dạ, thần xin chuyển, và xin được bày tỏ lòng kính trọng của hạ thần trước lòng vị tha, tính anh minh và lỗi lạc của đức vua. Thần nguyện đem hết sức mình làm cho quan hệ hai nước không bao giờ còn chiến tranh, trăm họ yên vui, hạnh phúc. Yeah.
sao nàng lại ngồi trong bóng tối một mình thế? Chàng không hối hận đã lấy em làm vợ ư? Nàng đã giúp ta giữ được mạng sống này, ơn đó ta còn chưa đền đáp được. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nàng là ai? Ta rất cảm kích tấm lòng và thái độ tử tế của chàng, ngay cả khi ta trong tình trạng xấu xí nhất. Trong một ngày, ta có nửa ngày trong hình hài phù thủy xấu xí, và nửa ngày còn lại là trong hình ảnh xinh đẹp này. Chàng muốn ta xinh đẹp như thế này vào ban ngày hay buổi tối? Nếu ban ngày, nàng sẽ được mọi người ngưỡng mộ, như vậy ta sẽ rất hãnh diện về nàng. Nhưng còn ban đêm, khi chỉ còn một mình ta với nàng, ta chỉ cần có một người để chia sẻ mọi điều. Ta muốn... Điều phụ nữ mong muốn là được tự quyết định cuộc đời của mình. Ta chỉ muốn nàng được hạnh phúc, còn cuộc đời nàng, nàng hãy tự quyết định. Vậy là chàng đã thực sự yêu ta. Chàng biết không, ta đã bị vướng một lời nguyền. Khi nào xuất hiện một người tôn trọng và yêu ta thật lòng, ta sẽ được trở về hình hài xinh đẹp vĩnh viễn. Vậy là... Vậy là từ nay, em sẽ mãi xinh đẹp và sống hạnh phúc bên chàng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!